Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đã lâu lắm rồi thì mình không xuất hiện ở trên cái kênh này. Mình là Cường Kê Thân, mình là một chuyên gia về đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài các cái thông báo ở trên cái kênh chính này nhé. Đây là cái kênh official của mình và đây cũng là một trong số những cái kênh mà mình đã hoạt động được gần một năm một cách nghiêm túc ở trên cái kênh này. Tuy nhiên là bởi vì một vài các cái lý do thế nên là mình sẽ tạm ngưng bán hàng ở trên kênh này một thời gian nhé. Và chúng ta sẽ chuyển qua một cái kênh mới, đó là cái kênh mà mình sẽ đặt link ở phía bên dưới hoặc là mọi người có thể tìm ở trên YouTube với tiêu đề là Cường Kê Thân, thì sẽ ra một cái kênh mà chuyên bán hàng. Vậy thì cái kênh này sẽ làm gì thì ngay bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó nhé. Điều đầu tiên ấy thì cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các khách hàng của Cường Kê Thân vẫn đồng hành cùng với mình từ khi mà mình thành lập kênh đến khi mà cái kênh này nó bị mất, và sau khi mà sang đến kênh mới thì tương tác nó vẫn khá là ổn. Chính vì thế nên là cái lời cảm ơn của mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ nó đủ dành cho tất cả khách hàng, đặc biệt là những khách hàng thân thiết của nhà Cường Kê Thân, những người mà có chung cái niềm đam mê high hand với mình, và tất cả những người mà họ đã ủng hộ mình trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Mặc dù mình biết rằng là bản thân mình thì có rất là nhiều các cái điểm thiếu sót và cũng có khá là nhiều các cái đơn hàng mà nó gặp vấn đề. Tuy nhiên rằng là mình thấy rằng là mọi người vẫn đồng hành và mọi người vẫn kiểu thông cảm cho mình ở trong suốt cái khoảng thời gian mà mình xây dựng cái công việc này một cách nghiêm túc. Mình chia sẻ rất là thật, đó là mình đã thực sự rất nghiêm túc với cái công việc này khi mà mình đã làm việc gần như là full 100% thời gian mà mình có dành cho cái công việc này. Và nói chung là ở cái thời điểm mới bắt đầu xây dựng cái kênh này thì mình gặp rất là nhiều các cái câu chuyện khó khăn. Mình gặp rất là nhiều các cái mà mình chưa biết. Mình phải nói thật là mình chưa biết ấy. Chứ không phải là mình biết mà mình không làm. Mà nó cũng là một cái rất là hiển nhiên thôi. Khi mà chúng ta bắt đầu làm cái gì đấy mới thì mình biết rằng là bản thân mình gặp rất là nhiều lỗi. Mình đem cái cảm xúc, đem cái cá tính của mình vào trong cái công việc bán hàng nó quá nhiều. Chính vì thế nó là một trong số những cái lý do khiến cho rất là nhiều các khách hàng mà cảm thấy là rất là kiểu khó khăn trong cái việc là nói chuyện với mình hoặc là trao đổi với mình về liên quan đến hàng hóa. Tuy nhiên rằng là hãy cho mình cái cơ hội để mình được nói lời xin lỗi là một, và cái thứ hai nữa là hãy cho mình cái cơ hội để mình có thể làm việc một cách chuyên nghiệp hơn. Và cái việc mà mình chuyển tất cả các cái clip bán hàng của mình từ cái kênh này sang cái kênh mới ấy, nó cũng là một trong số những cái mà mình muốn làm mọi thứ một cách chuyên nghiệp hơn, một cách chuyên môn hóa hơn, khi có cả những nhân viên của mình trực Zalo và có tất cả những cái khâu vận hành để cái đơn hàng nó đến tay các bạn sớm nhất. Đó là điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ. Cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở trong cái vlog lần này ấy là bản thân mình ấy thì mình đang cố gắng để xây dựng và để hoàn thiện cái quy trình bán hàng của mình. Và trong suốt cái quá trình bán hàng đó thì mình hy vọng rằng là mọi người có thể đóng góp tất cả các ý kiến vào phía bên dưới của những cái clip liên quan đến bán hàng để mình có thể cải thiện, cộng với cả cái việc đấy là mình có thể nâng cấp những cái mặt hàng của mình lên, về kể cả sự đa dạng về mặt hàng lẫn cái sự đa dạng về phong cách bán hàng, phong cách thời trang, chứ nó không chỉ nằm ở cái vấn đề liên quan đến việc bán quần áo nữa. Và trên cái kênh này ấy, thì mình chia sẻ thật với mọi người luôn là cái điều thứ hai này là điều mình muốn nói, thì trên cái kênh này thì mình sẽ chia sẻ những thứ liên quan đến high hand. Mình vẫn sẽ làm theo cái mục đích và cái tôn chỉ đầu tiên mà mình muốn thành lập cái kênh này lên, đó là chia sẻ những cái kiến thức về high hand, chia sẻ những kiến thức về chất liệu, chia sẻ những kiến thức về phục hồi quần áo, giày dép, và cũng như là mình sẽ chia sẻ những cái liên quan đến cuộc sống của mình ở trên cái channel chính này. Còn cái channel phụ ấy là chúng ta sẽ chỉ vào đó để mua hàng thôi. Còn tất cả những cái liên quan đến việc phục chế sản phẩm, check chủng các thứ, những cái sản phẩm high hand hay là nhiều hơn về high hand thì mình sẽ chia sẻ trên kênh này. Và hy vọng rằng là mọi người vẫn có thể đồng hành cùng với mình ở trong những cái bước đường tiếp theo, cái chặng đường tiếp theo, cái sự phát triển của Cường Kê Thân trong thời gian sắp tới. Bản thân mình thì mình luôn luôn nghĩ rằng là tất cả những cái lỗi lầm của những cái đơn hàng hay là tất cả những cái lỗi của cái việc bán hàng ấy, thì đa phần là tiên trách kỷ hậu trách nhân, thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại và nhìn lại bản thân mình xem là mình đã sai, mình đã đúng như thế nào ở trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Trong một năm trở lại đây thì mình gặp rất là nhiều chuyện, có rất là nhiều câu chuyện buồn, cũng có rất là nhiều câu chuyện vui, và mình cũng đã gặt hái được khá nhiều thành công ở trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên rằng là cũng phải nhìn lại để biết rằng là bản thân mình thực sự là một con người bình thường, có cảm xúc, có
có giới hạn về sức khỏe và cũng có những giới hạn về mặt khả năng. Chính vì thế nên là khi mà mình nhìn nhận được điều đó thì mình nhìn nhận là bản thân mình là một người rất là nhỏ bé ở trong cái lĩnh vực này. Nếu mà chỉ trong lĩnh vực này không thì mình đã nhỏ bé rồi nhé, còn không so sánh với ngoài xã hội thì mình còn nhỏ bé hơn rất là nhiều. Chính vì thế nên là mình đang cố gắng để học hỏi, để có thể nào đó, một ngày nào đó thì mình có thể quay trở lại ở trên cái kênh mới một cách chuyên nghiệp hơn. Cũng giống như là mình có thể bán hàng theo theo kiểu mà rất là nhiều khách hàng nói với mình, đó là bán hàng theo kiểu của người Nhật, tức là luôn luôn cúi đầu để nhận sai tất cả những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra. Còn trong cái quá trình kinh doanh ấy, thì ví dụ như kiểu cái kênh này mất là đợt trước là nó bị hack, và nó bị hack bởi vì những đối thủ cạnh tranh, thì cái chuyện đấy là chuyện không thể tránh khỏi được ở trong kinh doanh. Và mình gặp những cái câu chuyện như vậy thì mình cũng phải chia sẻ rất là thật, đó là mình cảm giác mọi thứ nó khá là bình thường, mình tiếp nhận mọi thứ, mình đón nhận mọi thứ một cách rất là bình thường. Và đến thời điểm này thì mình đã bắt đầu dần quen với cái việc đấy, là cái thị trường này nó sẽ có cạnh tranh rồi. Còn cái việc là khách hàng họ chọn bạn hay là họ không chọn bạn ở trong kinh doanh ấy, thì nó liên quan, mình nghĩ là khoảng 60% liên quan đến sản phẩm mà các bạn đang bán, 40% còn lại là nằm ở cái cách mà các bạn bán hàng. Thì mình rất là may mắn khi mà có rất là nhiều khách hàng, ví dụ như là anh Đức Nguyễn Đinh này, ví dụ như là Đức Nguyễn này, đó. Những khách hàng mà mình biết chắc chắn là họ vẫn còn đang ở trên cái kênh này và đang xem những cái vlog kiểu như này. Kể cả anh Linh này, anh Mario T, anh Lê Hồng Hà. Và đấy là những người mà mình thực sự là mình muốn gửi lời cảm ơn cực kỳ sâu sắc đến họ. Bởi vì họ chính là những người mà tạo ra cho mình rất nhiều động lực để mình có thể tiếp tục khi mà mình đã từng vấp ngã một lần. Cái vấp ngã đấy là mất kênh. Thì thực ra là mọi người nghĩ rằng việc mất kênh nó khá là đơn giản. Mất kênh rồi xây dựng lại kênh mới rồi các thứ ấy. Nhưng mà đối với bản thân mình thì cái việc mất kênh nó còn nhiều thứ hơn rất nhiều. Bởi vì là có rất nhiều clip mình đi chợ này, có rất là nhiều cái clip mà mình làm với cái mong ước ấy, là không phải là kiếm tiền từ YouTube. Mình phải chia sẻ thật, cái mong ước của mình là mình muốn chia sẻ những thứ mà mình biết ở trên cái kênh này. Và tất cả những cái đấy nó thuộc về phạm trù liên quan đến cảm xúc nhiều hơn là phạm trù liên quan đến tiền bạc. Nó là những kỷ niệm, nó là những cái lúc mà mình đi chợ nhặt từng cái sản phẩm một và mình bắt đầu cái hành trình để làm cái công việc này như thế nào. Thì mình tiếc là mình tiếc ở cái đấy. Và chính vì là cái kênh mình mất từ hôm trước ấy, thì mình đã buồn trong suốt một tuần trời. Mặc dù là mình là một trong số những người mà không có quá biểu lộ cái cảm xúc ra phía bên ngoài khi mà có những chuyện buồn nó xảy ra với cuộc đời của mình, thì mình cũng chỉ kiểu im lặng và tiếp tục bước thôi. Bởi vì mình được đánh giá là một trong số những người mà khá là kiểu trơ trọi về mặt cảm xúc. Bởi vì có thể là do là cái quá khứ của mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn rồi. Thế nên là những cái câu chuyện như thế này xảy ra thì nó là chuyện hoàn toàn rất bình thường. Thì cái clip này ấy thì chỉ muốn thông báo với mọi người hai thứ thôi. Thứ nhất là mình sẽ chuyển tất cả những cái clip bán hàng của mình và mình sẽ đa dạng hóa mặt hàng ở trên cái kênh thứ hai là kênh Cường Kê Thân. Còn cái kênh Cường Kê Thân Official này mình sẽ để chia sẻ kinh nghiệm về high hand, chia sẻ cách phối đồ, chia sẻ những thứ liên quan đến high hand, chia sẻ những thứ liên quan đến vệ sinh giày. Và có thể là một phần nào đấy nếu như mọi người quan tâm thì mình sẽ chia sẻ một chút liên quan đến cuộc sống cũng như thu nhập của các thành viên của nhà Cường Kê Thân. Thì ở trên channel chính này mình sẽ làm điều đó. Bởi vì thứ nhất ấy, là nó liên quan đến cái việc đấy là nó sẽ không gây ra cái sự ảnh hưởng về cái tính spam ở trên những cái clip up liên tục ở trên cái kênh chính này. Và cái thứ hai nữa là mình muốn giữ gìn cái kênh này một cách cẩn thận và làm nó một cách cẩn thận hơn ngày xưa. Cái điều thứ hai ấy, là mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những đơn hàng mà đã lỗi ở trong khoảng thời gian quá khứ. Mình sẽ cố gắng để khắc phục tốt nhất có thể những cái đơn hàng như vậy. Và mình sẽ cố gắng để bù đắp. Mình sẽ dùng từ bù đắp ở trong cái trường hợp này. Là mình sẽ tính mình thì từ trước đến giờ mình bán hàng như nào thì chắc chắn là anh em, đặc biệt là những người mua hàng quen của mình đều biết. Khi mà mình đã nhận là bản thân mình có lỗi thì mình sẽ bù đắp đến khi nào mà cái sản phẩm đó nó không còn lỗi thì thôi. Hoặc là mình có thể bù thêm một sản phẩm khác gấp đôi, gấp ba lần tiền. Nó không phải là vấn đề đối với mình. Cái vấn đề ở chỗ là mình muốn tất cả những người đến đây với một cái tinh thần rằng là chúng ta quý nhau. Và anh em rất là quý mình, anh em gửi cả giò, giếc các thứ, nem chua, nem chủng các thứ cho mình. Thì đấy là tất cả những cái tình cảm mà mọi người dành cho mình. Thì mình nghĩ rằng là chẳng cần phải là một người tình cảm, chỉ cần là một con người bình thường thì nên trân trọng tất cả những điều đó. Và mình biết là mình may mắn như thế nào trong cuộc đời khi gặp được những cái câu chuyện như vậy. Và mình sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể tiếp tục mang đến những sản phẩm mới, những sản phẩm hay ho hơn ở High Hand, ở trên cái channel mới.
Còn cái channel này ấy, thì nhắc lại một lần cuối cùng rằng là mình sẽ đóng cái việc bán hàng ở trên channel này tạm thời, ít nhất là trong vòng khoảng 6 tháng. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua channel mới là channel Cường Khai Thân, và channel đó là channel chuyên để bán hàng. Còn cái channel này sẽ là để chia sẻ những cái mà mình đã nói từ đầu. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Cường Khai Thân Official. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã subscribe. Một lần nữa cảm ơn tất cả những người còn đang đồng hành cùng với mình trong cái khoảng thời gian mà mình gặp rất là nhiều cái câu chuyện khó khăn. Một lần nữa thì mình xin nhận lỗi về bản thân mình trong tất cả những cái đơn hàng mà nó đã bị lỗi. Về cái việc đó là có nhiều chuyện ấy, có nhiều chuyện mình nói thật là bản thân mình không có lỗi đâu. Cái lỗi nó nằm ở đơn vị giao hàng, nhưng mà mình là người bán hàng, thế này mình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trong tất cả những cái việc như vậy. Và hy vọng rằng là anh em có thể thông cảm cho mình, và anh em có thể tiếp tục đồng hành cùng với mình ở những clip tiếp theo. Mình là Cường Khai Thân, mình là một chuyên gia về hai hand, và đây là thông báo chính thức ở trên kênh này sau khi nó được hình thành và hoàn thiện cho đến thời điểm bây giờ. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những clip lần sau nhé. Bye bye.